Xin gửi lời chào tất cả quý anh chị. Tôi xin giới thiệu, tôi tên đầy đủ là Hoàng Sách Đình, trình độ chuyên môn hiện nay là thạc sĩ dinh dưỡng. Các anh chị có nghe nói đến sữa non không ạ? Sữa non là thức ăn đầu tiên của sự sống, là do cá thể mẹ sinh ra trong 3 ngày đầu tiên mới sinh con. Và sữa non sẽ giúp cho con non tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch. Bởi vì trong sữa non có rất nhiều những cái thành phần dinh dưỡng vượt trội mà trong sữa thông thường lại không có. Sau đây tôi sẽ muốn giới thiệu anh chị một cái minh họa để chứng minh một cái tính năng của sữa non, đó là tính năng chống oxy hóa. Và mời các anh chị cùng xem với tôi nha. Trước mặt của tôi là ba cái cốc không, và mỗi cốc tôi sẽ cho một ít nước. Đây, tôi cho một ít nước sạch nha anh chị nha, nước có thể uống được, nước lọc. Ở mỗi cốc tôi sẽ cho một ít gạo vào. Rồi, các anh chị hình dung đây giống như cái thể chúng ta là 70% là nước và 30% là chất khô, đúng không ạ? Và mỗi ngày chúng ta sẽ bị nhiễm những cái chất oxy hóa độc hại từ môi trường sống vào. Thì tôi lấy ở đây là một cái tượng trưng là chất oxy hóa là bovidin nha anh chị nha. Rồi, tôi sẽ cho vào mỗi cốc ít cái chất oxy hóa bovidin, tượng trưng giống như cơ thể chúng ta bị nhiễm chất oxy hóa hàng ngày. Sau khi khuấy xong thì các anh chị sẽ thấy là những hạt gạo bây giờ nó bị oxy hóa đen, đúng không ạ? Thì đây cũng giống như là cơ thể chúng ta, nếu mà bị nhiễm những cái chất oxy hóa hàng ngày thì tế bào cơ thể chúng ta nó cũng bị oxy hóa đen như thế này anh chị. Và đó là cái nguyên nhân mà gây ra những cái bệnh tật cho sức khỏe chúng ta đây các anh chị. Thế bây giờ chúng ta hàng ngày phải ăn uống làm sao những cái chất bổ dưỡng để chúng ta làm gì ạ? Chống oxy hóa, chống lại những cái chất độc hại này. Cốc thứ nhất tượng trưng cho một người thứ nhất là họ uống nước mỗi ngày. Thì chúng ta thấy là khi uống nước vào, nó làm cho chúng ta cũng đào thải bớt được một ít cái độc tố anh chị nha. Rồi, người thứ hai thì họ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Người thứ nhất là họ biết dùng những cái thực phẩm mà có cái chất chống oxy hóa, chẳng hạn như là rau củ quả, là cam và chanh. Ở đây tôi sẽ cho một ít cái nước cốt chanh vào trong đây là nó có cái tính năng chống oxy hóa anh chị. Còn người thứ ba thì họ biết được cái tầm quan trọng của sữa non, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Alpha Lipid Lifeline. Ở đây tôi làm minh họa là một ít cái sữa non. Bây giờ chúng ta hãy xem có mỗi cốc hạt gạo đó đã thay đổi như thế nào anh chị nhé. Đó là cái cốc đầu tiên thì người này uống nước vô, người thứ hai là có sử dụng nước chanh thì cũng tương tự, nó cũng có đào thải được một ít những cái chất oxy hóa độc hại. Trong khi cái người thứ ba uống sữa non thì các anh chị thấy sao ạ? Sữa non có tác dụng chống oxy hóa vượt trội và nó gì ạ? Tái tạo các tế bào cơ thể trở lại được như là ban đầu. Rồi, các anh chị cũng thấy rằng sữa non có tính chống oxy hóa vượt trội. Chính vì vậy mà mỗi ngày tôi đều dùng một ly thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Alpha Lipid Lifeline có thành phần sữa non từ bò, giúp cho tôi là hỗ trợ về nâng cao sức đề kháng và tăng cường sức khỏe.